Chào cả nhà, công tôn bất động sản Centerland. Ngày hôm nay tôn đang có mặt tại BKMX Trấn Thành giai đoạn 1. Phía sau mình đây là dãy nhà phố thương mại được BKMX hoàn thiện để đi vào hoạt động. Phía trước mình đó là tòa nhà trụ sở BKMX Trấn Thành Bình Phước. Khu vực này mật độ xây dựng được đẩy nhanh và diễn ra đồng loạt. Duy nhất một vị trí sát nhà phố thương mại BKMX mà chỉ có 8 triệu mét vuông. Đây là khu công nghiệp BKMX, mời cả nhà cùng tham quan. BKMX Trấn Thành có tổng diện tích khoảng 450 hectare, trong đó công nghiệp chiếm 311 hectare, khu đô thị chiếm 136 hectare, đã phủ kín hơn 70% sau hơn 2 năm khởi công. Khu công nghiệp BKMX đã có hơn 30 nhà máy hoạt động, gồm cả công ty lớn, tập đoàn nước ngoài về đây đầu tư như tập đoàn CB Vifood Thái Lan, tập đoàn Vina Hàn Quốc, Minsu Hàn Quốc, công ty năng lượng Singapore, công ty Johnson, tập đoàn Petori, sản xuất đa ngành nghề như thực phẩm, điện tử, máy mặc, gỗ, vân vân. Thu hút hơn 10.000 cán bộ công nhân viên về đây sinh sống và làm việc. Tập đoàn BKMX là nhà phát triển bất động sản đô thị và công nghiệp hàng đầu Việt Nam. Đây là bước đi sáng tạo thông minh của tập đoàn BKMX. Ở đâu có công nghiệp, ở đó có con người về sinh sống và làm việc, khiến cho nhu cầu ăn ở, giải trí trở nên cấp thiết và giá bất động sản sẽ tăng nhanh, tăng bền vững. Thị xã Trấn Thành được quy hoạch là thành phố công nghiệp, thành phố kinh tế của tỉnh Bình Phước. Hiện tại, huyện Trấn Thành đã có 5 khu công nghiệp đã và đang hoạt động, thu hút hơn 60.000 cán bộ công nhân viên lao động về đây sinh sống và làm việc. BKMX Trấn Thành Bình Phước nằm giữa 3 tuyến giao thông huyết mạch, đó là quốc lộ 13, quốc lộ 14, đường Hồ Chí Minh, giúp thông thương và kết nối vùng, kết nối các thành phố công nghiệp lớn phát triển khu vực trọng điểm phía Nam như Bình Dương, thành phố Hồ Chí Minh. Hệ thống cơ sở hạ tầng, cây xanh được BKMX quy hoạch theo tiêu chuẩn Singapore. Phía trước đây là khu dân cư, giữa khu công nghiệp và khu dân cư đô thị cách nhau một hàng cây xanh để đảm bảo không khí trong sạch. Và đây là khu đô thị 136 hectare, mỗi nền đất có diện tích 5x30, thổ cư 100%, mặt tiền đường 16m, đường quy hoạch ô bằng cờ. Và đây, các nhà kinh doanh, người kinh doanh, tiểu thương, buôn bán thực phẩm, áo quần, giày dép, các dịch vụ giải trí, cà phê để phục vụ cán bộ công nhân viên. Khu vực này, người dân sinh sống đã đông đúc. Các tiện ích được xây dựng và đi vào hoạt động như trường mầm non Sơn Ca. Và phía trước mặt mình, đó là bệnh viện phòng khám Hành Mỹ Sài Gòn. Giờ mình sẽ chạy ra quốc lộ 14. Quốc lộ 14, một hướng lên Đồng Xoài, lên các tỉnh Tây Nguyên. Hướng ngược lại là về tỉnh Tây Ninh. Dân cư ở quốc lộ 14 đã sinh sống đông đúc. Khu vực này là trung tâm của thị xã Trấn Thành. Cách trung tâm hành chính thị xã Trấn Thành chỉ có 2 km. Cách ngã tư Trấn Thành chỉ có 3 km. Và phía trước mặt mình, đây là quốc lộ 14. Ở đây, các công ty, nhà máy đang tuyển dụng công nhân với mức lương cơ bản từ 7.3 triệu đến 8 triệu chưa kể tăng ca phụ cấp. So với nhiều khu vực thì mức lương cơ bản ở đây rất cao, nhằm thu hút nguồn lao động về đây sinh sống và làm việc, nên tỉnh Bình Phước đã có nhiều chính sách tốt, chế độ tốt dành cho các doanh nghiệp, các công ty lớn. Cả nhà hãy nắm bắt nhanh cơ hội này để sở hữu BKMX Trấn Thành nhé. Chào và hẹn gặp lại.